này thiện nam tử đối với pháp môn giải thoát không ngươi chớ sanh tham ái đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chớ sanh tham ái vì sao vì pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện chẳng phải là pháp có thể tham ái vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện nam tử đối với mười địa bồ tát ngươi chớ sanh tham ái vì sao vì mười địa bồ tát chẳng phải là pháp có thể tham ái vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện nam tử đối với năm loại mắt ngươi chớ sanh tham ái đối với sáu phép thần thông cũng chớ sanh tham ái vì sao vì năm loại mắt sáu phép thần thông chẳng phải là pháp có thể tham ái vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện nam tử đối với mười lực phật ngươi chớ sanh tham ái Đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện nam tử đối với pháp không quên mất ngươi chớ sanh tham ái đối với tánh luôn luôn xả cũng chớ sanh tham ái vì sao vì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả chẳng phải là pháp có thể tham ái vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện nam tử đối với trí nhất thiết ngươi chớ sanh tham ái đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chớ sanh tham ái vì sao vì trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng phải là pháp có thể tham ái, vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với tất cả pháp môn đà la ni, ngươi chớ sanh tham ái, đối với tất cả pháp môn tam ma địa cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa chẳng phải là pháp có thể tham ái, vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với quả dự lưu ngươi chớ sanh tham ái đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán cũng chớ sanh tham ái vì sao vì quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán chẳng phải là pháp có thể tham ái vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện nam tử Đối với quả vị độc giác, ngươi chớ sanh tham ái, vì sao? Vì quả vị độc giác chẳng phải là pháp có thể tham ái, vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với tất cả hạnh đại Bồ Tát, ngươi chớ sanh tham ái, vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là pháp có thể tham ái, vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ngươi chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng phải là Pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không. Hết quyển thứ 313